Xin kính chào anh chị em. Gần đây chúng ta nghe nói đến một số hiện tượng có tính cách phép thuật hoặc là ma thuật. Trong đức tin Kitô giáo, chúng ta tuyên xưng chỉ có Thiên Chúa là đấng làm chủ mọi sức mạnh, mọi quyền lực. Trong video số 38 nay, chúng ta cùng tìm hiểu biểu tượng mái tóc phép thuật ở trong sách Các Thẩm Phán hoặc Thủ Lãnh, tiếng Anh là Judges, chương 16. Đó là câu chuyện nổi tiếng về ông Samson và nàng Danila. Khi thấy ông Samson có sức mạnh thần kỳ thì người Philistine rất sợ hãi. Thời cơ đã đến, Kinh Thánh kể. Sau đó ông Samson lại yêu một người đàn bà tên là Dalila. Các vương công Philistine lên nhà nàng mà nói: "Dỗ hắn xem nhờ cái gì mà sức hắn lớn thế, và làm sao chúng ta thắng được hắn và trói hắn lại để chế ngự được hắn." Chữ "dỗ hắn xem nhờ cái gì mà sức hắn lớn thế", tiếng Anh là "trick him and find out where he gets his great strength", và tiếng Hebrew là "bame kocho gadol". Như vậy, ở đây quan niệm về sức mạnh có tính cách ma thuật, một linh khí tôn giáo học gọi là mana, do mãnh lực phù phép. Khi được hỏi như thế thì Samson cũng bày ra những bí quyết ma thuật để trả lời cô Dalila. Ông nói để tiêu diệt sức mạnh của ông, thứ nhất là hãy trói ông bằng 7 dây gân mới luyện không bị phơi khô. Thứ hai là hãy trói ông bằng dây chảo mới tinh. Thứ ba là hãy dệt 7 bím tóc đầu ông vào chỉ dọc khung cửi. Và sau cùng quan trọng nhất, đó là bí quyết thật của Samson là do bởi mái tóc không hề cắt, thì quan niệm này cũng không khác phù phép bao nhiêu. Chuyện trong Kinh Thánh kể tiếp, sau khi nghe ông Samson nói thật như thế thì nàng Dalila dỗ ông ngủ trên đầu gối nàng và gọi người đến cạo 7 bím tóc trên đầu ông, và nàng chế ngự được ông. Sức của ông đã biến khỏi ông. Đoạn nàng nói: "Samson, người Philistine trên ăn đó." Ông liền bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Ông tự nhủ: "Ta sẽ ra được như lần nọ, lần kia. Ta sẽ gỡ mình được." Nhưng ông không biết là Đức Chúa đã rời xa ông. Quân Philistine đã túm lấy ông, khoét mắt ông. Ở đây chúng ta lưu ý hai câu: sức của ông đã biến khỏi ông, và nhưng ông không biết là Đức Chúa đã rời xa ông. Có sự tương tự chữ ở đây. Tiếng Anh là "His strength had left him. He did not realize that the Lord had left him." Trong tiếng Hebrew, hai chữ đó là "Vayasa kucho meala" và "Adonai sa meala". Hai câu này đều có chung một chữ là biến khỏi ông, rời xa ông, cùng một chữ gốc trong tiếng Hebrew là động từ su, gồm có ký tự mà chúng ta thấy tròn tròn là semek, vị trí thứ 15 trong bảng chữ cái tiếng Hebrew, rồi đến vav thứ 6 và resh 20, su có nghĩa là turn aside, rẽ sang một bên. Vậy ở đây chúng ta thấy sức mạnh của ông Samson không phải là ở phép thuật của mái tóc dài không hề cắt. Dĩ nhiên mấy ngàn năm xưa người ta quan niệm đơn giản như vậy.
Nhưng Kinh Thánh cho thấy rõ sức mạnh của ông có được là do Chúa ở cùng ông. Thần khí Đức Chúa ở cùng ông và ban sức mạnh cho ông một cách phi thường. Vậy giờ đây Kinh Thánh nói Đức Chúa đã rời xa ông và như vậy sức của ông cũng biến mất. Để kết thúc, chúng ta lưu ý đôi khi có giáo dân mời các cha đến làm phép nhà, yêu cầu các cha vẩy nước phép thật nhiều càng tốt, tin rằng là nhiều nước phép thì sẽ nhiều phúc lành may mắn. Thật ra chỉ một giọt nước phép cũng đã đủ, là tất cả không phải là ở việc nhiều hay ít nước phép, mà là niềm tin, niềm xác tín và quyền năng của Chúa được diễn tả qua bí tích của Hội Thánh do Linh Mục cử hành. Xin quyền năng Chúa ban phúc lành cho thế giới chúng ta được bình an và cho mỗi người chúng ta được bình an trong quyền năng của Chúa. Xin cảm ơn anh chị em.